Dạ ơn và Hòa Sa xin kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV và Radio. Quý vị đang đến với phần tin Việt Nam và sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết đầu tiên cùng với Dạ ơn. Kính thưa quý vị, mở đầu cho phần tin Việt Nam là một bản tin cho hay phóng viên CNN chứng kiến cảnh quan sự hóa của Trung Quốc ở Biển Đông. Một nhóm phóng viên CNN vào ngày 10 tháng 8 đã lên một chiếc máy bay của Hải quân Hoa Kỳ bay qua quần đảo Trường Sa và tận mắt chứng kiến tình trạng quân sự hóa nhanh chóng của Trung Cộng ở Biển Đông. Chiếc máy bay đã bay qua khu vực đá Subi, Chữ Thập, Gạp Ma và Vành Khang thuộc quần đảo Trường Sa. Qua cửa sổ máy bay, nhóm phóng viên thấy rõ phi trường và hệ thống radar được Bắc Kinh xây dựng trên những đảo nhân tạo tại đó. Tại đá Subi, hệ thống cảm biến trên máy bay đã phát hiện tổng cộng 86 tàu Trung Cộng gồm nhiều tàu hải cảnh được neo đậu tại đây. Trong khi đó, họ nhìn thấy nhiều dãy nhà chứa phi cơ nằm bên cạnh một phi đạo tại đá Chữ Thập. Trong suốt chuyến bay, nhóm phóng viên CNN nhận được 6 cảnh báo từ quân đội Trung Cộng nói rằng họ đang ở trong lãnh thổ của Trung Cộng và yêu cầu họ rời đi ngay lập tức để tránh hiểu lầm xảy ra. Đáp lại, phi hành đoàn Hoa Kỳ nói rằng họ đang tiến hành hoạt động quân sự hợp pháp trên không phận quốc tế. Bản tin Việt Nam tiếp theo cho hay, tù nhân chính trị Trần Thị Thúy mãn án tù. Thưa quý vị, tù nhân chính trị Trần Thị Thúy, nguyên quán ở Đồng Tháp vào ngày 10 tháng 8 vừa mãn án 8 năm tù giam với cáo buộc hoạt động lật đổ chính quyền. Xin nhắc lại, chị Trần Thị Thúy sinh năm 1971, bị bắt vào tháng 8 năm 2010. Đến ngày 30 tháng 5 năm 2011 đã bị đưa ra xét xử tại tòa án tỉnh Bến Tre với bản án là 8 năm tù giam và 5 năm quản chế. Tuy nhiên, trong suốt thời gian từ khi bị bắt đến ngày mãn án tù, chị Thúy không nhận tội. Thân nhân của chị và một số nữ tù nhân ở cùng trại giam giữ với chị như là Đỗ Thị Minh Hạnh, Mai Thị Dung cho biết, trong thời gian ở tù, chị Trần Thị Thúy không được khám chữa bệnh đầy đủ và chịu nhiều biện pháp hà khắc của cán bộ trại giam. Được biết, chị Thúy và gia đình đi khiếu kiện về vụ việc nhà cửa đất đai đã bị thu không đúng quy định. Sau đó, chị lên tiếng đấu tranh cho những dân oan khác, cũng như các vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Chị bị bắt và xét xử cùng với mục sư Hội Thánh Chuồng Bò Dương Kim Khải, chị Phạm Ngọc Hoa, các ông Nguyễn Thành Tâm, Phạm Văn Thông, Nguyễn Chí Thành và Cao Văn Tĩnh. Làm rõ vụ bác sĩ làm giả bệnh án tâm thần cho người phạm tội nhằm trốn tránh việc xử phạt theo pháp luật. Thưa quý vị, liên quan đến vụ án làm giả bệnh án tâm thần để trốn tránh xử lý của các cơ quan pháp luật, vào chiều ngày 10 tháng 8, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam đã có cuộc họp với lãnh đạo một số bệnh viện tâm thần tại Hà Nội. Tại cuộc họp, đại diện của một bệnh viện tâm thần cho biết, ngày 12 tháng 6 năm 2018, bệnh viện này đã nhận thông báo của cảnh sát về việc khởi tố, bắt tạm giam để điều tra đối với hai nhân viên của bệnh viện này, bác sĩ Thân Thái Phong, phó trưởng khoa tâm thần người cao tuổi và ông Nguyễn Tuấn Sơn, kỹ thuật viên trưởng khoa dinh dưỡng. Qua 2 tháng điều tra, bệnh viện này vẫn chưa nhận được thông báo của công an về kết quả điều tra đối với hai viên chức trên. Hiện tại, bệnh viện vẫn đang phối hợp với công an thành phố Hà Nội kiểm tra 94 hồ sơ bệnh án để xem có bệnh án giả mạo hay không. Cùng lúc đó, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam yêu cầu các bệnh viện chuyên ngành tâm thần kiểm tra lại quy trình chuyên môn liên quan đến chẩn đoán, giám định bệnh án tâm thần. Thưa quý vị, Hà Lan cảnh báo một phần lớn thành phố Sài Gòn sẽ nằm dưới mực nước biển trong 100 năm tới. Tại hội nghị mời gọi đầu tư các giải pháp chống ngập và xử lý nước thải tổ chức vào sáng ngày 9 tháng 8 tại thành phố Sài Gòn, Hà Lan đã dự báo khoảng 100 năm nữa, một phần lớn của thành phố này sẽ nằm dưới mực nước biển và trở thành đầm lầy. Ông Lauren Humans, đại diện đại sứ quán Hà Lan cho biết, mặt đất Sài Gòn đang bị sụt lún với tốc độ khoảng 7 cm mỗi năm và tăng dần qua từng năm. Theo ông Humans, có 3 vấn đề liên quan đến nguồn nước. Thứ nhất là biến đổi khí hậu làm mực nước biển dâng. Thứ hai là vấn đề sụt lún và thứ ba là mực nước ngầm giảm. Xét trên giải pháp chống tổng thể, ông Newman đã kiến nghị thành phố nên di chuyển các cảng biển về phía biển, không nên phát triển thành phố về hướng này, mà nên mở rộng về vùng đất cao hơn và vững chắc hơn. Cũng tại hội nghị, Trung tâm chống ngập thành phố Sài Gòn cho biết, quy hoạch cũ của Sài Gòn trước năm 75 được áp dụng cho khoảng 2 triệu người dân. Tuy nhiên, hiện nay dân số của Sài Gòn đã khoảng 10 triệu người, chưa kể khách vãng lai, tăng hơn quy hoạch trước đó gấp 5 lần, nhưng hệ thống cống thoát nước vẫn chưa được đầu tư và thay đổi kịp thời. Khởi tố vụ bé gái 8 tháng tử vong do điều dưỡng tiêm nhầm thuốc. Thưa quý vị, vừa qua ngày 9 tháng 8 năm 2018, dưới hữu trách thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án vi phạm về khám chữa bệnh xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh, khiến bé gái 8 tuổi tử vong.
Trước đó, vào khoảng 17:50 chiều ngày 15 tháng 1, khoa cấp cứu Bệnh viện Đông Anh tiếp nhận bệnh nhân là cháu Nguyễn Hồng Trâm được gia đình đưa vào bệnh viện trong tình trạng sốt cao, tiêu chảy và nôn mửa. Bác sĩ khoa nhi đã khám và chẩn đoán tiêu chảy cấp, có mất nước, viêm họng cấp, theo dõi tim bẩm sinh, tiên lượng nặng và chỉ định điều dưỡng Hoàng Thu Trang lấy máu xét nghiệm. Đồng thời cho cháu Trâm dùng 1/2 ống kali chloride 10%ml qua đường uống. Tuy nhiên, điều dưỡng Trang lại dùng thuốc đường uống để tiêm vào tĩnh mạch cho bệnh nhi, khiến cháu bé lên cơn co giật, người cứng đờ, tim ngừng đập. Ngay trong đêm 15 tháng 1, bệnh nhi đã được chuyển đến bệnh viện Sanborn để cấp cứu. Kết quả hội chẩn cho các chuyên gia cho thấy bé có dấu hiệu chết não và ngày 23 tháng 1, bệnh nhi tử vong sau hơn một tuần xảy ra sự việc. Thưa quý vị, Nhật Bản đã bắt 3 người Việt Nam trong đường dây ăn cắp đồ. Cảnh sát Nhật đã đột nhập và bắt giữ 3 người Việt Nam bị tình nghi thuộc một đường dây ăn cắp khoảng 1.700 mặt hàng bị phát hiện tàng trữ tại một căn nhà ở thành phố Kawaguchi. Một trong 3 người Việt bị bắt là Phan Trung Ha, 26 tuổi, 2 người Việt còn lại chưa rõ danh tính. Trong số các món hàng ăn cắp của nhóm người Việt này có 300 sản phẩm là thuốc và mỹ phẩm. Số hàng này dường như do nhiều nhóm người Việt Nam ăn cắp và đưa đến căn nhà của Hà trước khi vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Hà đã bị cảnh sát bắt giữ theo lời khai của một đồng hương từng tham gia một vụ trộm đồ vào tháng 5 và bị cảnh sát quận Ishikawa bắt giữ. Người này thú nhận rằng hầu hết các đồ tàng trữ trong căn nhà của mình là đồ ăn cắp. Số liệu của cảnh sát Nhật Bản cho biết người Việt đứng đầu về số vụ phạm pháp ở nước này. Các công dân Việt Nam đã gây ra 5.140 vụ phạm pháp trong năm 2017, chiếm 30% tổng số vụ phạm pháp mà người nước ngoài là thủ phạm. Kính thưa quý vị, 3 tù nhân thành viên của phong trào chấn hưng nước Việt bị chuyển trại. 3 thành viên của phong trào chấn hưng nước Việt là ông Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và sinh viên Trần Hoàng Phúc lần lượt bị chuyển trại sang các trại giam khác nhau. Biện pháp này được tiến hành sau phiên tòa phúc thẩm vào ngày 10 tháng 7 vừa qua tại Hà Nội. Được biết, Trần Hoàng Phúc bị chuyển vào trại giam An Phước, Bình Dương, Vũ Quang Thuận bị chuyển vào trại giam Nam Hà, Hà Nam và Nguyễn Văn Điển đã bị chuyển đến trại giam số 5 Thanh Hóa. Đối với Trần Hoàng Phúc, đây có thể được xem là một trường hợp hiếm hoi khi một tù nhân lương tâm được chuyển về gần nơi mình đang sinh sống để tiện cho việc thăm nuôi của người thân. Gia đình Phúc hiện đang sinh sống ở thành phố Sài Gòn. Trước đó, ngày 31 tháng 1 năm 2018, Tòa án Hà Nội đã tuyên phạt ông Vũ Văn Thuận 8 năm tù, 5 năm quản chế, ông Nguyễn Văn Điển 6 năm 6 tháng tù và 4 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Riêng sinh viên Trần Hoàng Phúc bị tuyên 6 năm tù và 4 năm quản chế vì đã giúp sức cho 2 người còn lại. Thưa quý vị, Việt Nam lo ngại thiếu điện trong giai đoạn 2021-2030. Vào hôm ngày 9 tháng 8, Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN là ông Ngô Sơn Hải cho biết, tình trạng thiếu điện ở miền Nam có thể tăng cao và kéo dài đến năm 2025. Đến sang năm 2030 thì Việt Nam mới cung cấp đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng. Ông này nhấn mạnh không loại trừ khả năng thiếu điện sau năm 2030 nếu mực nước thủy điện về kém hơn khi chưa kịp thời có nguồn mới thay thế. Hiện nay nguồn điện chỉ đáp ứng khoảng 1/3 mục tiêu bởi nguyên nhân là do nhiều dự án nguồn điện, nhất là ở khu vực miền Nam bị chậm tiến độ và các nhà máy nhiệt điện than chưa được khởi công xây dựng. Ông này cũng đề nghị nhanh chóng đàm phán mua điện từ Lào, đồng thời tăng nhập cảng điện từ Trung Quốc để cung cấp cho khu vực miền Bắc. Được biết, để đáp ứng nhu cầu điện tăng cao, Việt Nam có kế hoạch xây dựng thêm các nhà máy điện than, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong vòng 5 năm tới. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Andrea L. Thompson sẽ công du đến Indonesia và Việt Nam, Australia từ ngày 12 đến ngày 26 tháng 8 năm 2018. Chuyến công du này nhằm mục đích thảo luận với các giới chức trách của ba nước vừa nêu trên về cách thức mà phía Hoa Kỳ có thể đóng góp cho khu vực Ấn Độ và Thái Bình Dương. Tại Việt Nam, bà Andrea L. Thompson sẽ có những cuộc gặp với các nhà cầm quyền Hà Nội và quân đội nước này nhằm nâng cao hợp tác song phương trong các lĩnh vực hợp tác an ninh, mậu dịch quốc phòng, an ninh hàng hải và hoạt động giữ gìn hòa bình giữa các vấn đề nhân đạo. Trong thời gian ở Việt Nam, bà này sẽ đến tỉnh Quảng Trị, nơi có chương trình phá bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh. Được biết, Hoa Kỳ là nhà tài trợ lớn nhất cho việc rà phá bom mìn còn sót lại tại Việt Nam với nguồn kinh phí đóng góp hơn 105 triệu Mỹ Kim kể từ năm 1993 cho đến nay.
Hoạt động này nhằm tiếp tục giúp phòng ngừa tai nạn và cứu mạng của con người. Thưa quý vị, Ấn Độ đưa ra bản phá giá thép của Việt Nam. Ấn Độ đang điều tra trợ cấp và bán phá giá đối với các sản phẩm thép không rỉ nhập từ Việt Nam và Trung Quốc. Thông tin này được trích dẫn từ Cơ quan Chống Gian lận Thương mại thuộc Bộ Công Thương Ấn Độ vào ngày 10 tháng 8. Theo đó, phía Ấn Độ đã tìm thấy những chứng cứ đầu tiên cho thấy hai quốc gia nêu trên đã trợ cấp cho ngành thép của mình nhằm chiếm ưu thế cạnh tranh, gây phương hại đến nền sản xuất thép của Ấn Độ. Phía Ấn Độ cho hay có rất nhiều biện pháp được Việt Nam và Trung Quốc sử dụng để giảm giá thành sản xuất, bao gồm giảm hoặc miễn thuế, giảm thuế thuê đất trong khu công nghiệp, giảm giá điện, nhận những khoản tín dụng ưu đãi. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều cơ quan và địa phương ở Trung Quốc được nêu lên trong báo cáo này. Có hai ngân hàng Việt Nam bị nêu tên là đã cấp tín dụng xuất cảng hoặc bảo trợ tài chính cho các công ty thép, đó là Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Việt Tin. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam cùng với Gia Ân và Hoài Sa. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại những bản tin kế tiếp. Xin kính chào.